Xin chào tất cả mọi người, mình là Đào Liên Hương đây. Hiện Hương đang là đại lý phân phối Saffron Nhị Hoa Nghệ Tây Ba Raman Iran cho công ty Tây Á phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Hôm nay Hương làm video này để chia sẻ đến cho mọi người biết là công dụng thực sự của Saffron là gì nhé. Sau khi xem xong video clip này thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ có được câu trả lời cho mình về công dụng thực sự của Saffron. Và mình tin rằng các bạn sẽ dùng Saffron này làm sản phẩm, làm thực phẩm thay thế trong nước uống trà cà phê hàng ngày để giúp cho việc làm đẹp, giúp cho việc sức khỏe của chúng ta vô cùng là tuyệt vời nhé. Rồi, trên tay Hương đây chính là một hộp Saffron Nhị Hoa Nghệ Tây Ba Hờ Raman Iran do công ty Tây Á phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Trong hộp Saffron Nhị Hoa Nghệ Tây này, 1 gram có giá 350.000, có tới 450 đến 500 sợi nhụy và chúng ta có thể dùng được 1 tháng đến hơn 1 tháng đấy ạ. Và trong từng sợi Saffron này nó có tới 5 dược chất cơ bản đó mà và vô cùng quý hiếm, đó là dược chất đầu tiên là saponin. Saponin giúp cho tái tạo tế bào mới và cơ thể của chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh. Và saponin giúp cho chúng ta chống lại oxy hóa và phòng ngừa được một số bệnh giao mùa và giúp cho làm đẹp của chị em phụ nữ rất là tuyệt vời nhé. Chất thứ hai đó là chất carosin. Trong chất carosin ấy thì nó giúp có khả năng ngăn ngừa ức chế tế bào ung thư và giúp cho những bệnh nhân đang điều trị bệnh ung thư, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư vô cùng hiệu quả nhé. Và dược chất thứ ba đó là dược chất quercetin. Đây là một dược chất cực tốt cho hệ tuần hoàn và tim mạch. Nó giúp cho giảm cholesterol trong máu và tốt cho những bệnh nhân bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ nhé. Và dược chất thứ tư đó là dược chất saponin. Đây là một dược chất mà có rất là tốt, nó có cái dược chất an thần tự nhiên vô cùng tốt và nó giúp cho con người ta có một giấc ngủ ngon, ngủ sâu giấc, và nó cũng là một dược chất giúp cho giảm đau xương khớp rất là tuyệt vời đấy ạ. Và đây là một dược chất giúp cho chúng ta điều trị bệnh rối loạn tiền đình và rối loạn thực vật đấy nhá. Và dược chất cuối cùng là procin. Đây là một dược chất hỗ trợ tiêu hóa và phòng chống bệnh táo bón, làm lành vết thương. Và dược chất này rất là hiệu quả cho những người bị bệnh trĩ này, bệnh đại viêm đại tràng này và bệnh dạ dày nhé. Thì trên đây là 5 dược chất cơ bản để các bạn biết được 5 dược chất vô cùng quý hiếm. Và nó có công dụng là giúp cho những người mất ngủ được ngủ ngon này, ổn định huyết áp, tim mạch, rồi ổn định tiền lượng đường trong máu, rồi ổn định cái hệ tuần hoàn này, không bị táo bón này, rồi giúp cho cơ thể của chúng ta tăng sức đề kháng, không bị bệnh giao mùa này, rồi giúp cho chúng ta không bị đau xương khớp này, rồi giúp cho chúng ta phòng chống và ngừa được một số cái bệnh ung thư nhé. Rất là nhiều công dụng. Và một lọ Saffron Nhị Hoa Nghệ Tây chỉ có giá 350.000 mà rất là nhiều dược chất như thế thì nó vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Các chị em muốn nhận nhiều hơn những cái tài liệu nói về Saffron Nhị Hoa Nghệ Tây thì inbox vào Facebook Đào Liên Hương cho mình để mình sẽ gửi bộ tài liệu này cho các chị em mình nhé. Và mình sẽ gửi cho các chị em mình miễn phí luôn ạ. Hãy like và đăng ký kênh YouTube của mình để nhận nhiều những thông tin về Saffron Nhị Hoa Nghệ Tây nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại chị em trong các video clip sau. Và chị em mình nhớ là mỗi một lần sử dụng cái sản phẩm này thì chỉ từ 5 đến 7 sợi nhụy thôi nhé. Và lưu ý là chúng ta nên sử dụng ở nước ấm nóng chừng khoảng từ 60, 70 đến 70 độ C thôi ạ. Thì nó sẽ là những dược chất vô cùng tuyệt vời. Và đây là sản phẩm Nezin của công ty Tây Á. Và chỉ công ty Tây Á chỉ có một duy nhất một loại là Nezin thôi nhé. Mọi người nhớ tìm các đại lý Saffron Nhị Hoa Nghệ Tây của Tây Á để nhận những sản phẩm chính hãng chất lượng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.